Chưa qua đỉnh dịch lần thứ nhất, nhiều thành phố trên khắp châu Âu đang chứng kiến sự trở lại của làn sóng COVID-19 thứ hai. Tại Anh thì Leicester đã trở thành thành phố đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa vì COVID-19 sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm mới tăng đột biến tại khu vực này. Trường học và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã được yêu cầu đóng cửa trở lại tại thành phố Leicester kể từ ngày 30 tháng 6 và sẽ được duy trì trong ít nhất 2 tuần. Theo Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock, các nỗ lực nới lỏng hạn chế tại Anh dự kiến triển khai từ ngày 4 tháng 7 tới sẽ không được áp dụng với Leicester. Thực tế, mặc dù số ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc đã giảm, nhưng số ca tại Leicester vẫn tiếp tục tăng. Cứ 10 ca dương tính với COVID-19 tại Anh sẽ có một ca thuộc Leicester. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Anh đang dần nới lỏng phong tỏa trên toàn quốc theo từng giai đoạn, với việc mở cửa trở lại các cửa hàng và cho phép người dân di chuyển. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm trong một tuần qua tại Leicester đã lên tới mức 135 ca trên 100.000 người, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lây nhiễm trung bình của nước Anh. Các ca nhiễm mới ở Leicester chủ yếu liên quan tới các cụm dịch mới bùng phát tại các nhà máy chế biến thực phẩm và những đám đông tụ tập bên ngoài các cửa hàng bán đồ ăn nhanh mang đi. Thật thất vọng, chúng tôi đang chờ đợi mọi việc trở lại bình thường, nhưng biết làm thế nào được khi bệnh dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tôi cảm thấy thật bối rối vì chúng tôi mới chỉ mở cửa trở lại được ít ngày. Điều này sẽ ảnh hưởng tới doanh thu của chúng tôi, nhưng dĩ nhiên, sự an toàn của mọi người là quan trọng nhất. Anh hiện đang là ổ dịch lớn của châu Âu. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến 30 tháng 6, Anh ghi nhận hơn 313.000 ca nhiễm. Thưa quý vị, các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ bỏ phiếu quyết định việc mở cửa trở lại biên giới với 14 nước từ ngày 1 tháng 7 tới mà không phải cách ly 14 ngày. Trong danh sách 14 nước dự kiến được EU chấp thuận mở cửa ban đầu có 3 nước châu Á, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Hai quốc gia châu Đại Dương là Australia và New Zealand. Ba quốc gia Bắc Phi là Algeria, Maroc, Tunisia. Ba quốc gia Balkan, Kakat và Georgia, Montenegro và Serbia là cùng một quốc gia Nam Mỹ và Uruguay. Vương quốc Anh hiện do vẫn đang trong giai đoạn quá độ Brexit nên vẫn được tính là một thành viên của EU. Đáng chú ý là các nước đối tác của EU như là Mỹ, Nga, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel hay Ả Rập Xê Út không có trong danh sách. Các quan chức của EU đánh giá dịch COVID-19 tại các nước này đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Mỹ và Brazil. Đối với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu, đồng thời cũng là nguồn cung du khách quan trọng nhất với nhiều nước châu Âu, phía EU cho biết sẽ cho công dân Trung Quốc nhập cảnh theo nguyên tắc có đi, có lại. Nghĩa là phía Trung Quốc cũng phải mở cửa cho châu Âu. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc vẫn chưa cho phép công dân EU nhập cảnh tự do. Australia xuất hiện làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Làn sóng dịch COVID-19 thứ hai đang xuất hiện tại bang Victoria khi số ca bệnh mới tăng liên tục và nhanh trong hơn 10 ngày qua. Tình hình đáng lo ngại khi số ca bệnh mới là các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Chính quyền bang Victoria của Australia cho biết, trong 24 giờ qua, số ca COVID-19 mới xuất hiện ở bang này lên đến 75 trường hợp, mức cao nhất kể từ thời điểm đỉnh dịch diễn ra tại Australia vào tháng 3. Đáng lưu ý, 74 trên 75 ca bệnh là lây nhiễm trong cộng đồng. Giáo sư Brett Sutton, Giám đốc Y tế bang Victoria cho biết, những gì đang diễn ra cho thấy làn sóng dịch COVID-19 thứ hai đã xuất hiện tại bang Victoria. Giáo sư Brett Sutton dự báo mức độ nguy hiểm của làn sóng thứ hai không kém gì lần đầu. Vì vậy, tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện khuyến cáo mà chính quyền đưa ra. Điều chúng ta đang thấy là sự lây nhiễm giữa các cộng đồng, vì mọi người vẫn đi ra ngoài khi có triệu chứng của COVID-19. Mặc dù thời điểm hiện tại chưa cần thiết phải thảo luận về các biện pháp có tính chất ràng buộc pháp lý, song vấn đề này sẽ được mang ra bàn thảo trong những ngày tới. Tuy vậy, điều chúng tôi biết chắc là để làm giảm sự lây nhiễm mọi người nên hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và với những nhóm cộng đồng khác. Thực hiện được điều này sẽ làm giảm được sự lây nhiễm trong cộng đồng. Từ tuần trước, bang Victoria đã gia tăng việc xét nghiệm, thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội và kiểm soát dịch bệnh, giảm số người được gặp mặt tại gia đình và ngoài trời, yêu cầu người dân khu vực điểm nóng hạn chế ra đường, tiến hành xét nghiệm đối với những người phải cách ly vì từ nước ngoài về, và nếu không xét nghiệm thì thời gian cách ly sẽ kéo dài lên tổng cộng 24 ngày. Hiện nay, bang Victoria cũng đang cân nhắc việc phong tỏa các khu vực điểm nóng. Trong lúc
Tình hình dịch COVID-19 tại bang Victoria đang phát triển đáng lo ngại. Các bang và vùng lãnh thổ còn lại của Australia đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Mặc dù bang New South Wales vẫn tiếp tục xuất hiện một số ca bệnh mới, nhưng hầu hết là những người từ nước ngoài trở về và được cách ly. Vùng lãnh thổ Bắc Australia, bang Tasmania, Nam Australia và Canberra là những nơi không có ca mắc COVID-19 trong nhiều ngày qua. Tính đến sáng nay, ngày 29 tháng 6, Australia có 7.762 ca mắc COVID-19. Vâng, có thể thấy là giá xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm là do nhu cầu thu mua gạo trên thế giới cũng đã giảm theo. Đơn cử như là vừa qua, Philippines đã vừa hủy kế hoạch thu mua 300.000 tấn gạo của Việt Nam. Vâng, và theo Bộ Nông nghiệp Philippines, kế hoạch nhập khẩu gạo nói trên ban đầu được đưa ra dựa trên những đánh giá tiêu cực về nguồn cung trên thị trường quốc tế sau khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, khiến một số nước xuất khẩu gạo lớn kiềm chế xuất khẩu gạo để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dòng chảy gạo thế giới đã bình thường trở lại, nguồn cung gạo trong nước của Philippines ở thời điểm này cũng đã được đảm bảo, nên việc nhập khẩu gạo là không cần thiết. Trước đó, trong phiên mở thầu diễn ra hôm 8 tháng 6 năm 2020 vừa qua, có 4 quốc gia tham dự cuộc đua bán 300.000 tấn gạo cho Philippines, gồm Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan và Myanmar. Kết quả mở thầu cho thấy có 189.000 tấn trên tổng số 300.000 tấn gạo dự kiến nhập khẩu thỏa mãn các điều kiện phía Philippines đưa ra. Trong đó ban đầu các nguồn cung từ Việt Nam, Ấn Độ và Myanmar được xác định đã đáp ứng. Tuy nhiên hiện nay, chính phủ Philippines đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch nhập khẩu 300.000 tấn gạo theo cơ chế liên chính phủ. Quyết định này nhiều khả năng xuất phát do phản đối từ phía nông dân. Bởi thời gian qua, với tâm lý tích trữ gạo do dịch COVID-19, tư nhân Philippines đã nhập khẩu một lượng lớn gạo từ các nước, cho nên nếu tiếp tục mua vào sẽ tác động xấu đến giá lúa của nông dân trong nước. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu sang Philippines đạt trên 1,3 triệu tấn, với kim ngạch đạt trên 598 triệu đô la Mỹ, tăng 22,4% về lượng và 41,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, nếu như thời điểm trong quý 1/2020, dịch bệnh COVID-19 bắt đầu căng thẳng khiến thế giới tăng cường thu mua tích trữ gạo, khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao kỷ lục. Song thay vì tận dụng cơ hội xuất khẩu gạo với giá cao, thì Bộ Công Thương lại chỉ đạo tạm dừng xuất khẩu gạo. Còn hiện nay, khi mà nhu cầu tiêu thụ gạo cũng như là tiêu dùng gạo trên thế giới đã giảm dần, dịch bệnh tại nhiều quốc gia cũng đã cơ bản được kiểm soát, thì lúc này đây, việc xuất khẩu gạo sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Và để xảy ra tình trạng này thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Mời quý vị và các bạn cùng đến với góc nhìn của chuyên gia thị trường lúa gạo Nguyễn Đình Bích ngay sau đây. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, mới đây chính phủ Philippines đã hủy kế hoạch nhập khẩu 300.000 tấn gạo, trong đó thì có hơn 60.000 tấn gạo của Việt Nam. Vậy theo ông thì vì sao Philippines lại có động thái này ạ? Khối lượng gạo Philippines nhập khẩu trong những tháng đầu năm nay đã khá là lớn. Trong 5 tháng đầu năm nay thì chúng ta đã xuất khẩu sang quốc gia này hơn 1,3 triệu tấn gạo, tăng 250.000 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Cái thứ hai nữa là Philippines năm nay sản lượng gạo sẽ đạt 11,4 triệu tấn, chỉ giảm một chút 300.000 tấn so với năm 2019. Cái việc hủy 300.000 tấn nhập khẩu theo hợp đồng chính phủ ấy, thì nó không đồng nghĩa với việc là Philippines giảm nhập khẩu gạo trong năm nay, bởi vì như cũng giống như năm 2019 ấy, thì cái kế hoạch nhập khẩu gạo của Philippines chủ yếu là dựa trên cái nhập khẩu của khu vực tư nhân. Trong những tháng đầu năm nay thì việc điều hành xuất khẩu gạo của chúng ta đã có nhiều lúng túng và bất cập, và nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta đã bỏ cơ hội xuất khẩu gạo với giá tốt. Vậy thì ông có bình luận thế nào về điều này ạ? Tháng 5 vừa qua khi chúng ta nối lại cái hoạt động xuất khẩu gạo thì cái khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng này đạt kỷ lục 954.000 tấn. 954.000 tấn là cái khối lượng gạo xuất khẩu trong một tháng cao nhất của chúng ta từ trước đến nay. Và tổng khối lượng gạo xuất khẩu của chúng ta trong vòng 6 tháng đã đạt hơn 3 triệu tấn. Và còn cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy tôi nghĩ rằng là mặc dù có những lúng túng trong việc điều hành xuất khẩu gạo, nhưng mà có lẽ như là mọi cái hợp đồng mà xuất khẩu gạo chúng ta ký được ở trước cái thời điểm này, từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã thực hiện xong. Theo ông dự báo thì cái triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng cuối năm như thế nào ạ?
trong 6 tháng cuối năm ấy sẽ khó khăn hơn. Thứ nhất là cái tổng nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới năm 2020 sẽ giảm so với năm 2019. Và đây đã là năm thứ 3 liên tiếp cái nhập khẩu gạo, nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới giảm. Trong 6 tháng đầu năm ấy, xuất khẩu gạo của chúng ta đã tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi các cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta như Ấn Độ hay Thái Lan và các quốc gia xuất khẩu gạo khác, khối lượng gạo xuất khẩu chắc chắn là giảm so với năm 2019. Cái dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ rằng là năm nay Thái Lan vẫn xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, thì điều đó đồng nghĩa với việc rằng là Thái Lan trong những cái tháng tới sẽ phải hạ giá gạo để đẩy mạnh xuất khẩu ra gạo ra thị trường thế giới. Ấn Độ dự kiến sẽ đạt được một cái kỷ lục về sản lượng gạo trong năm nay. Giá chào xuất khẩu gạo của Ấn Độ hiện nay rất thấp so với của chúng ta và càng thấp hơn so với của Thái Lan. Và đương nhiên muốn đạt được cái mục tiêu xuất khẩu gạo của chúng ta thì chúng ta cũng phải giảm giá để cạnh tranh. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Thưa quý vị, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo điều hành giá sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thảo luận kỹ về giải pháp để kiểm soát lạm phát dưới ngưỡng 4% và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 6 tháng đầu năm, GDP cả nước chỉ đạt 1,81%, mức thấp nhất 10 năm qua, nhưng vẫn là mức cao của thế giới. Để thúc đẩy kinh tế xuất khẩu đất nước nửa cuối năm, Thủ tướng nhấn mạnh đến 4 yêu cầu. Thứ nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể và chính phủ phấn đấu tăng trưởng đạt 4%. Hai là đảm bảo an sinh xã hội và chống thất nghiệp. Ba là đặt mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng không quá 4%. Đây là yếu tố rất quan trọng, góp phần ổn định tỷ giá, qua đó thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân. Thứ tư là đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh nửa cuối năm, xảy ra nhiều yếu tố bất thường như mưa bão, lũ lụt. Song song với đó là dự trữ lương thực đảm bảo trong mọi hoàn cảnh, có thể can thiệp trong bất kỳ tình huống nào. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giá thịt lợn đã có xu hướng giảm trong tháng 6, hiện ở mức khoảng từ 83 đến 90 ngàn đồng trên 1 kg. Giá thịt lợn có xu hướng giảm là do lợn nhập khẩu. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục có biện pháp giảm giá thịt lợn. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ban ngành phân tích làm rõ áp lực tăng giá đối với lạm phát để có biện pháp ứng phó.